Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác là rất là nhiều mic dây của công ty CF, một công ty sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng trên toàn thế giới các bác nhé. CF MI3 Professional Dynamic Microphone. Đấy, đây là mã QR code này, các bác có thể quét bằng điện thoại sẽ vào đúng luôn web của hãng luôn. MI3, đây là một dòng sản phẩm là mic dây cao cấp, rất cao cấp luôn, không phải cao cấp bình thường đâu, rất là cao cấp luôn, để cho các bác về karaoke gia đình. Đây là hôm nay em về là có 5 bộ, gần Tết nó không lấy được nhiều nên là lấy nha, có 5 bộ thôi. Nên là kính mời các bác là quan tâm để liên hệ trực tiếp nhá, giá rất là đắt, gần triệu bạc cơ, không rẻ đâu. Đây em sẽ mở ra mà các bác xem nhá. Đây có dây này. Đấy, có dây này, dây mic, các bác nhìn cái dây mic nó thấy chất xịn nào. Đó, xịn không ạ? Rất đẹp đúng không? Dây rất là xịn luôn. Dây này giống kiểu dây mic của mic clean ngày xưa. Đấy, xốp này. Đó, đây là tay mic này. Đó, đây là phần tay mic. Tay mic CF MI3. Cái chữ MI3 này giống cái tên của cái loại máy bay mà ngày xưa rất là nổi tiếng. Đó, sẽ đặt xuống đây nha. Mic này rất là xịn luôn. Đó, CF Professional sao MI3. Ủa, chân mạ vàng bóng loáng này. Đấy, rất xịn. Nhìn trông tỉ mỉ nha. Bây giờ em không tìm được cái đồng giác để tháo củ mic này ra cho các bác xem. Đấy, bình thường là các hàng mic điếc này em rất hay lằn xả tìm tòi. Đấy, hộp đựng rất là xịn nhá. Hộp đựng này rất là xịn này. Đấy, em sẽ đặt lại xốp bảo vệ này, mic này. Đấy, quay này nó bị trôi sáng ngược sang quá. Dây nữa, đây là phần dây. Đấy, cái này em mở ra trước rồi. Còn đây một cái này nguyên kiện này, là nó có phiếu cũng đi theo này. Và bỏ ra đây, để quên cái phiếu đâu đấy. Đấy, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng England, tiếng Anh. Đấy, hướng dẫn sử dụng rất tỉ mỉ, cực kỳ là đầy đủ. Xong là kiêng luôn cả cái phiếu bảo hành. Đấy, ok. Rồi, ok. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm mic dây CF này thì liên hệ trực tiếp nha. Ngay sau đây em sẽ test thử, mời các bác cùng nghe xem là cái chất lượng âm thanh có dòng mic dây CF MI3 này nó như nào, nó gần triệu bạc, tiếng nó như nào. Đấy, quét QR code nhá. Đấy, rồi bây giờ em sẽ test thử mời các bác nghe.